chào các bạn, hoan nghênh các bạn quay trở lại với channel Invest và travel with Jason and Jennifer. xin chào anh Jason. chào Jennifer. hôm nay channel cảm thấy rất là vui vì được quay trở lại với các bạn để cùng trao đổi về stock thị trường chứng khoán. Um, trong khoảng thời gian vừa rồi thì có một số các anh chị email hỏi về rằng là bên cạnh cái con Tesla hoặc là những con stock khác thì Apple có đáng để đầu tư hay không và cái thời điểm này xin anh Jason cho biết ý kiến cá nhân của mình. Uh, Apple thì ai cũng biết rồi Cái sự phổ biến của Apple trên toàn thế giới Chứ mà riêng nước Mỹ thì ai cũng biết Cá nhân Jason cũng đang xài uh, iPhone của Apple Thì bây giờ Jason nói sơ sơ về công ty Apple Ngày xưa khi ông Steve Jobs còn sống Thì ông ta là người đầu tiên Đã sáng chế ra cái iPod Lúc đó đã thay đổi cái người ta nghe âm nhạc Và thay đổi về cái công nghệ kỹ thuật của Apple Và sau đó Apple càng ngày càng phát triển Khi cái iPhone đầu tiên ra đời uh, Thì uh, Sau này khi ông Steve Jobs qua đời Thì bây giờ ông uh, Tim Cook là người CEO hiện tại. Tim Cook là người giỏi về marketing, không phải là người về công nghệ kỹ thuật cho nên không có cái độ phát triển tốt nào về cái Apple iPhone. Mình thấy nó cứ lặp đi lặp lại sản phẩm 1, sản phẩm 2, sản phẩm 3, iPhone 11, iPhone 13, 14. Không có gì mới mẻ cả nhưng mà nó vẫn phát triển mỗi năm là tại vì Apple nó quá nổi tiếng và người ta tận dụng cái sự nổi tiếng của Apple người ta lại. Có thể nói là người ta... Ông, ông, ông chủ, ông, ông, ông chủ, CEO rất là CEO. giỏi về marketing mà... Kinh doanh và marketing thì số 1 thì còn gì bằng nữa đúng không ạ? Đúng rồi. Thành ra dạ. cho nên nếu như các bạn đầu tư vào Apple thì mình có thể nói nó là một cổ phiếu quốc dân. Mình hay nói trong những video khác là nó là một cổ phiếu quốc dân. Cỡ nào nó cũng sẽ lên. Tại vì có rất nhiều tay, mình hay nói những tay anh chị trong quốc hội đầu tư vào công ty ừ. Apple toàn là những dân politician, là chính trị đầu tư không. Cho nên không bao giờ Apple thua lỗ. Nếu mà như anh nói như vậy thì đầu tư vào cho Apple thì sẽ có độ an tâm nhất định à, và đầu tư Long term thì cũng không không có sợ thủ lỗ nhưng mà theo anh thì cái thời điểm này khi Apple có, nó đã lên cao cái đỉnh điểm so với bản thân của nó từ những năm về trước đến bây giờ thì đây có phải là thời điểm tốt để đầu tư Long term hay không hay là như thế nào thì anh cho thêm ý kiến ạ Apple trong bao nhiêu năm qua nó không có làm cho các nhà đầu tư thất vọng thì hiện tại là cái giá gần 200 đô à, khá là cao mà mỗi lần Apple lên cao thì nó sẽ split là chia cổ phiếu nhỏ ra để cho mình có nhiều cơ hội để mua à, còn hiện tại thì mình thấy có thể các bạn nên chờ một chút tại vì apple nó cao quá ý của anh rằng là đến thì thời điểm này nó là cao với chính bản thân nó nên là khi mà đầu tư vào thì mọi người nên cân nhắc đúng không ạ đúng rồi à, có những thời điểm apple khi lên đến 300, 400 thì họ mới split nhưng mà với hiện tại thì mình cũng thấy nó hơi cao À, 6 tháng trước các bạn có rất nhiều cơ hội để có thể đầu tư vào Apple khi giá nó về 140 trong vòng 6 tháng nó cứ ở cái mức 140 150 mà không có tăng trưởng nhiều thì đó là lúc thời điểm các bạn nên đầu tư nếu đầu tư vào công ty Apple còn hiện tại các bạn vẫn có thể đầu tư nếu các bạn muốn nhưng mà cá nhân mình thì lúc nào mình cũng thận trọng mình có thể chờ nó về thấp một chút để có thể đầu tư nếu đã lỡ cái chuyến đò trước đó và về lâu dài thì chắc chắn các bạn sẽ kiếm tiền kiếm lợi nhuận từ công ty Apple vì Apple không có gì để mà chê hết mình chỉ chê về cá nhân mình mình không thích một công ty chẳng có cái sản phẩm là nổi bật trong một thời gian dài mà vẫn cứ bán chạy vì nó giống như là một cái kẹo đối với một đứa nít vậy đó, ừ. apple ra sản phẩm gì là người ta thức đêm thức trắng thức dài để xếp hàng và mua những sản phẩm, không sản phẩm không theo trend đúng sản phẩm rồi theo trend nếu mà tôi không xài apple tôi không phải là người sành điệu đúng rồi. như vậy thế thì đối với cái độ hot của apple thì chắc chắn trong tương lai sẽ còn lên nữa tuy nhiên theo nhận định của anh thì trên thấy có lẽ là thời điểm này thì chúng ta cũng có thể đầu tư vào apple nếu chúng ta thật sự là một fan cuồng Tại vì uh, kiểu nào kiểu thì uh, stock của Apple trong tương lai cũng sẽ lên thôi. Nhưng mà để nó phù hợp với túi tiền cũng giống như rồi để mà chúng ta đầu tư long term, uh, long term và để, gọi là giữ tiền của chúng ta ở một chỗ mà để có được cái hiệu quả đạt về cái um, cái tốc độ mà sinh trưởng cái tiền lời á, thì Trinh nghĩ là chắc là phải chờ Apple uh, split ra để mua được cái giá nó hợp lý hơn. Còn đương nhiên đến thời điểm này thì chúng ta cũng vẫn có in and out để có thể vẫn tiếp tục đầu tư vào con Apple. Rồi, OK. Thì uh, hy vọng các bạn sẽ gặp nhiều may mắn khi bạn đầu tư vào công ty Apple hay là những công ty khác. Cảm ơn câu hỏi của Jennifer. À, cảm ơn anh và cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian theo dõi video và hẹn gặp lại trong video lần sau.